quân đội Israel đã đưa các phóng viên đến nơi mà họ cho là đường hầm của Hezbollah, cách một đồn của Liên Hợp Quốc ở miền nam Lebanon khoảng 200 mét vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 10. Chuẩn tướng Yitzhak Nokin phát biểu với các phóng viên rằng công trình do Hezbollah xây dựng là vi phạm mọi nội dung của nghị quyết định 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và thực tế là chúng tôi đang đứng trong một căn cứ quân sự của Hezbollah rất gần Liên Hợp Quốc. Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an được thông qua năm 2006 nhằm giúp quân đội Lebanon giữ cho khu vực biên giới phía Nam, với Israel không có vũ khí hoặc lực lượng vũ trang nào khác ngoài lực lượng của nhà nước Lebanon. Liên Hợp Quốc cho biết cả hai bên đều đã vi phạm nghị quyết 1701 trong thời gian dài. Chuyến tham quan cũng bao gồm màn trình diễn đạn dược và thứ mà quân đội Israel cho biết là thiết bị nổ tự chế, IED, của Iran, được thiết kế để kích nổ một cánh cổng và cho phép lực lượng HEBZOLLAH tiến vào Israel trong một cuộc tấn công. Liên Hợp Quốc cho biết hai xe tăng Merkava của Israel đã phá hủy cổng chính của một căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL và đột nhập vào trước bình minh vào sáng ngày 13 tháng 9. Sau khi xe tăng rời đi, các quả đạn pháo phát nổ cách đó 100 mét, giải phóng khói thổi khắp căn cứ và khiến nhân viên Liên Hợp Quốc bị ốm, theo tuyên bố của Liên Hợp Quốc. Trong phiên bản sự kiện của mình, quân đội Israel cho biết các chiến binh của nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã bắn tên lửa chống tăng vào quân đội Israel, làm bị thương 25 người. Cuộc tấn công diễn ra rất gần một đồn UNIFIL và một chiếc xe tăng giúp sơ tán những người thương vong dưới hỏa lực sau đó đã lùi vào đồn UNIFIL. Năm lính gìn giữ hòa bình đã bị thương trong một loạt các cuộc không kích trong những ngày gần đây, phần lớn được UNIFIL đổ lỗi cho lực lượng Israel. Trước đó vào Chủ nhật, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu trong một tuyên bố gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, đã đến lúc ngài phải rút UNIFIL khỏi các thành trì của Hezbollah và khỏi các khu vực chiến sự. Hezbollah, lực lượng mà Israel đã giao tranh trên bộ ở miền nam Lebanon kể từ khi tiến hành cuộc tấn công vào đầu tháng này, đã phủ nhận cáo buộc của Israel rằng họ lợi dụng sự gần gũi của lực lượng gìn giữ hòa bình để bảo vệ.